Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Ở đây á, có 3 miếng đất nền đang bán, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem thử ha. Thì đất của mình á, là nằm trên mặt tiền đường đan này luôn. Đường đan này á, là đường đan khoảng 2,5 m. Đường này là xe ô tô đi được nha. Và là đường thông luôn. Thì cái hướng ở bên đây á, nếu như mà anh chị đi ra đường này á, là mình đi tầm khoảng mấy trăm mét thôi là mình sẽ ra tới đường lộ nhựa. Là mình sẽ có thể về chợ Bưng hay là về cầu Rụ là đều được luôn. Đó là cái hướng ở bên đây ha. Thì từ cái hướng ở bên đây nè, từ vị trí đất của mình á, mà anh chị đi ra tới cái chỗ chợ Bưng hay là cầu chợ Bưng á, là tầm khoảng 2 cây số đổ lại thôi, là mình đi cũng tầm khoảng 5 phút thôi, là rất là gần luôn ha. Đó là cái hướng ở bên đó. Em sẽ chỉ cho anh chị cái hướng ngược lại bên đây nha. Đây. Rồi còn cái hướng ngược lại ở bên đây nè. Đó, nếu như mà anh chị mình đi ra là mình cũng có thể đi ra cầu chợ Bưng được luôn, hoặc là đi ra cầu Rụ bằng con đường này cũng được luôn. Đó, nói chung là đất của mình có rất là 3 đường. Em nhớ là đất của mình là có tới 3 đường vô, 3 4 đường vô luôn á. Thì khi nào mà anh chị đi xem đất đi, em sẽ dẫn anh chị đi trực tiếp trên cái con đường này luôn cho anh chị ngắm thử ha. Nhưng mà đường này hiện tại là xe ô tô vô được nha, xe 7 chỗ vô được luôn đó. Rồi miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á là 3 cái nền ở phía bên đây nè. Đó, đất của mình có diện tích á, bề ngang là 15,5 m, chiều dài á, là 39 m, trong đó là có 200 m² hữu cư, chủ kêu giá là 1.380.000.000. Giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với anh chủ đất để mà mình nói chuyện luôn ha. Thì ở trong đất hiện tại á, là đã có cắm trụ cọc ranh giới hết rồi nè anh chị xem nè. Đây, cái nền thứ nhất là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cây trụ này nè. Mình sẽ đo dài qua tới cái cây trụ ở bên đây, đó là khoảng 15,5 m. Còn chiều dài vô 39 m á, là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái vị trí cây trụ này. Mình sẽ đo dài xuống tới cái cây trụ ở dưới đây nè, đó là 39 m. Trong đó là có 200 m² thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 1.380.000.000. Giá cả này là mình sẽ gặp trực tiếp với anh chủ đất để mà mình nói chuyện luôn ha. Ở đây là điện nước, wifi là có đầy đủ hết luôn, có cả đèn đường luôn. Mà dân cư là em thấy là cũng đông đúc nè ha. Đường là đường xe ô tô vô được luôn, là quá là tuyệt vời luôn rồi. Đây, 15,5 m là sẽ tới cây trụ này ha. Đó là cái nền thứ nhất. Rồi thì cái nền thứ hai là mình sẽ bắt đầu từ ngay chỗ vị trí cây trụ này nữa. Mình sẽ đo dài qua tới cây trụ bên đây. Ở đây thì em thấy đã có cắm trụ ranh giới hết rồi, nên là anh chị cứ yên tâm nha. Đây, tới cây trụ bên đây nè. Đây anh chị xem, đó, tới cái chỗ cây trụ này nè. Đó là 15,5 m, chạy dài xuống dưới kia là 39 m. Nền này cũng giống như vậy luôn. Anh chủ này kêu bán 3 nền. Nền ở đằng kia là nền thứ nhất, xong tới ở đây là nền thứ hai, và còn một nền thứ ba là ở bên đây. Là mình sẽ tính từ ngay cây trụ này nữa, mình sẽ đo dài qua bên đây là 15,5 m. Đó là mình đo tới bên đây là 15,5 m, chạy dài xuống dưới kia là 39 m. Em sẽ kiếm đường em đi xuống cho anh chị xem. Đường đâu mà đi đây. Thì bề ngang là 15,5 m, chiều dài là 39 m, trong đó là có 200 m² thổ cư ha. Chủ kêu giá là 1.380.000.000. Giá này là giá anh chủ đất đưa ra, thì mình sẽ gặp trực tiếp với anh chủ đất để mình thương lượng luôn. Đây. Đó, điện nước, wifi là đầy đủ luôn ha, có cả đèn đường luôn. Xung quanh đây nói chung là ở đây là em thấy là khá là yên tĩnh luôn nè. Anh chị đi trường học hay là đi ủy ban rồi nó cũng gần nữa. Đi tới ngay chỗ thị trấn Tân Hiệp cũng gần nữa. Từ đây mà anh chị ra tới ngay chỗ cầu chợ Bưng á, hay là chợ Bưng, ủy ban, trạm y tế của xã Tam Hiệp, khu hành chính của xã Tam Hiệp á, thì từ đây ra đó trung bình là khoảng 7 đến 10 phút thôi. Rất là gần luôn. Khoảng 7 đến 10 phút thôi. Thì để một lát em sẽ mở cái định vị cho anh chị xem thử. Thì đất của mình á, là nói chung là em thấy là cũng cao ráo này ha. Đất là vuông vức, đất đẹp nè. Trên đất là không có màu mã gì hết, nhưng mà ở bên xa xa hàng xóm thì mới có thôi, nhưng mà không sao hết. Đây anh chị xem, nó của bên hàng xóm ở xa xa đất mình thôi, chứ nó không có ở trên đất mình ha. Nói chung là trong đất không có màu mã là đẹp rồi ha anh chị.
À, cái vị trí ở đây nè em thấy là khá là thoáng mát luôn á, mà đường đi là thông thoáng, đường rộng nè ha, xe ô tô vô được. Ở đây á, thì em nghĩ là anh chị về đây á, mà mình có cái nhà nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn á, tại vì cái diện tích á, em thấy nó vừa vừa, nó gọn gọn để mình có thể cất được một cái nhà vườn nghỉ dưỡng á. Bề ngang là 15 mét rưỡi nè ha, chiều dài là khoảng 39 mét, mà trong đó là có 200 mét thổ cư luôn. Trời ơi, có sẵn thổ cư luôn rồi, về là anh chị chỉ cần cất nhà thôi. Chiều dài nó khoảng 39 mét lận ha. Thì phía trước này nè anh chị có thể mình chừa ra một khoảng để mình làm một cái sân đậu xe ha. Rồi xong cái mình kế tới là mình sẽ cất một cái nhà. Rồi sau đó phía sau là mình sẽ để dành ra để mình đào ao, mình nuôi cá, hay là anh chị trồng trọt thêm cây kiểng hay là cây trái gì đó. Ở đây là đất nước ngọt nha. Anh chị muốn trồng cây trái gì cũng được hết. Rồi thì em sẽ mở định vị cho anh chị xem thử, rồi em sẽ đi, em sẽ chạy dài dài ra đây nha. À, em thấy cái vị trí này là khá là tuyệt vời để mà mình có nhà vườn nghỉ dưỡng luôn á. Tại vì em thấy anh chị ở Sài Gòn á, anh hay thích về đây để tìm nhà vườn á. Nhưng mà nếu như mà nhà vườn á, thì mình tìm nó hơi khó. Thì bây giờ anh chị mua một cái miếng đất này nè, xong rồi cái về cái anh chị sẽ cất lên một cái nhà là làm nhà vườn nghỉ dưỡng á, cất theo ý của mình á, thì nó sẽ đẹp hơn, nó tuyệt vời hơn. Đây thì đất của mình nó là nằm ở hướng Tây Nam nha. Đó, đất của mình là ở hướng Tây Nam. Thì đất á, ở trên đất là đã có trụ ranh giới, có hàng rào ranh giới đồ hết rồi. À, có trụ ranh giới thôi chứ chưa có hàng rào nha. Thì về mai mốt anh chị mình kéo hàng rào không sao hết. Đây, anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè. Đó, thì hồi nãy em có nói nè, mình đi ra cầu Rụ cũng gần nữa. Đây, mình đi vị trí đất của mình là ngay chỗ nhấn để cải thiện đó anh chị. Đây, đất ngay chỗ này là cầu Rụ nè. Đó, từ đây ra cầu Rụ cũng gần. Đây, đây là cầu Rụ này ha. Thì từ đất của mình á, mình đi ra tới cầu Rụ này cũng tầm khoảng 2 cây số thôi. Mình đi xe thì cũng tầm khoảng 5 phút thôi à. Còn không thì mình sẽ đi ra ngoài cầu Chợ Bưng hay là Chợ Bưng nè. Đây, từ vị trí này của mình ha. Nó Chợ Bưng là nằm ở chỗ vị trí này. Đây, vị trí này nè. Đây, cầu Chợ Bưng ha, bên đây là có Chợ Bưng nè. Đó, anh chị xem Chợ Bưng này ha. Thì từ vị trí đất của mình mà ra tới ngoài Chợ Bưng á thì cũng tầm khoảng 2 cây số thôi, rất là gần luôn. Thì từ ngay chỗ Chợ Bưng đó, là ngay chỗ chợ đó là sẽ có trường tiểu học Tam Hiệp nè ha. Hoặc là mình đi lên đây một chút xíu nữa nè, là anh chị xem nó sẽ có ủy ban, có trạm y tế đâu luôn nè. Đây, thì ngay chỗ Chợ Bưng là ở đây ha. Nó sát bên đây là có quán ăn, quán cà phê đầy đủ luôn. Đó, mình đi lên đây một chút xíu nữa thôi là mình sẽ tới ngay nha. Mình sẽ có ủy ban nè, nó ủy ban xã Tam Hiệp nè ha, trạm y tế xã Tam Hiệp nè, rồi có chùa, có nhà thờ là đầy đủ hết luôn nha. Thì trung bình mà mình đi là tầm khoảng 7 đến 10 phút thôi. Nó ở bên đây là có nhà thờ giáo xứ Chợ Bưng luôn nè. Đó, em sẽ mở thử từ đây mà về tới thị trấn Tam Hiệp là bao xa ha. Đây, từ đây à, sao nó đánh một cái vòng. Từ đây mà mình về tới ngay chỗ thị trấn Tân Hiệp á thì ở đây của mình là thuộc về xã Tam Hiệp ha. Thì từ cái chỗ vị trí đất của mình mà mình về tới ngay chỗ thị trấn Tân Hiệp á là tầm khoảng 15 phút, mình đi là 9,8 cây số là thị trấn Tân Hiệp nha. Còn mà mình đi về ngay chỗ chợ Tam Hiệp đồ này kia thì nó sẽ gần hơn, nó tầm khoảng 2 cây số thôi. Đó, sát ở bên đây anh chị xem vị trí đất của mình ha. Rồi mình đi qua bên đây một chút xíu là sẽ có trường Đại học Tiền Giang cơ sở 2 nè. Thì từ đất của mình mà mình đi ra tới ngay chỗ trường đại học này là tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi, cũng rất là gần luôn ha. À, để em sẽ xem thử nha, từ vị trí đất của mình á mà mình đi về tới thành phố Mỹ Tho
là khoảng 7,9 cây số, mình đi xe là khoảng 13 phút nữa, đó là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho. Còn từ vị trí đất của mình á mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 63 cây số, mình đi xe là khoảng 1 tiếng 44 phút. Cũng rất là gần luôn ha. Thì khi mà anh chị ở Sài Gòn mình về á là mình vừa xuống hết cao tốc, mình sẽ đi tới ngay chỗ cầu Chợ Bưng là mình có thể quẹo vô trong đất của mình rồi. Ở đây mình cũng gần bệnh viện Đa khoa mới hay còn gọi là bệnh viện Chợ Rẫy 2 nữa nè. Đây, vị trí đất mình ha. Đó, bệnh viện Chợ Rẫy 2 là nó nằm ở chỗ này nè. Đây, bệnh viện Đa khoa mới, trung bình mà mình đi cũng tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi, rất là gần luôn ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha. Ở đây là ở xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở trên cái mặt tiền đường đan này luôn có 3 miếng đất nền đang bán. Mỗi miếng á, là đều có diện tích bằng nhau hết, là bề ngang 15,5 m, chiều dài á, là khoảng ngang là 15,5 m, ngang là 15,5 m, chiều dài là khoảng 39 m, trong đó là có 200 m vuông thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 1 tỷ 380 triệu. Giá cả này á, thì mình sẽ gặp trực tiếp với anh chủ đất để mình thương lượng luôn. Thì cái giá này em nghĩ nếu mà bớt đó là anh chỉ bớt lọc cho mình chút đỉnh thôi, chứ còn bớt nhiều là anh không có bớt được đâu. Tại vì giá này là em thấy là giá mềm luôn rồi á anh chị. Khu vực này là nói chung là đông dân nè ha. Đường đi thì cũng thông thoáng dễ đi nữa, mà xe ô tô 7 chỗ là có thể vô tới đất được luôn nè. Nói chung là ở đây là điện nước wifi là có đầy đủ hết luôn nè ha. Đất thì là đất nước ngọt luôn nè. Có cả đèn đường luôn nữa. Vị trí này em thấy là khá là thoáng mát luôn. Mình có thể cất nhà vườn nghỉ dưỡng là tuyệt vời lắm luôn á. Ui da. Nói chung là em thấy đất ở đây vị trí này là khá là tuyệt vời luôn anh chị. Này, dừa này là của hàng xóm nha, không phải dừa của mình nha. Đây, thì bề ngang 39 m là sẽ tới ngay chỗ cây trụ này nè. Đó anh chị xem, từ cây trụ đó mình sẽ chạy dài lên đây. Đó, chạy dài tới ngay chỗ cây trụ này nè. Đó, nói chung là trong đất là em thấy đã có cắm trụ cọc hết rồi. Có đo, anh chủ đất đã đo diện tích và đã cắm trụ cọc rồi. Thì sau này về á, nếu như mà mình thích á, thì mình có thể kéo hàng rào lên. Còn không thì mình để như vậy rồi mình cất nhà thôi. Không có sao hết nha. Em thấy cái vị trí này là khá yên tĩnh luôn á. Rất là thích hợp để mà mình cất nhà vườn nghỉ dưỡng luôn á. Rồi thì anh chị nào mà thích quan tâm tới miếng đất này nè, thì anh chị cứ đi xem trực tiếp ở ngoài đi. Em thấy ở ngoài đó là nó sẽ đẹp hơn ở trong video nhiều luôn á. Bây giờ em sẽ đi lên rồi em sẽ chạy dài dài ra ngoài cái con đường ở ngoài đây cho anh chị xem thử ha, xem dân cư như thế nào nha. Gần chợ, gần trường học, gần ủy ban này ha. Rồi nói chung là khá là tuyệt vời luôn. Thích lắm anh chị ơi. Dân cư ở đây thì cũng đông đúc nữa. Rồi bây giờ em sẽ đi ra ngoài đường nhựa, em chạy một đoạn cho anh chị mình xem thử ha. Nhựa đây nè, đó anh chị xem dân cư ở đây là khá là đông đúc luôn nè ha.